Hai chào cả nhà, nay ra cái bãi này mình chiến nữa coi. Đây cái bãi mấy em cái nè, cũng 10 ngày 15 ngày nửa tháng gì ạ, đáo lại đây, bãi mấy em cái đây. À, giờ này nước cũng đứng gồng rồi. Đây cái lỗ này mình mới dọn nè, chỗ này cũng đỡ, cũng sâu sâu, không biết là cá mắm gì không. Nước này đỏ quá, đỏ đây, cái này nước đổ rồi, mạnh rồi, nước đổ quá cá nó cũng chậm ăn nữa. Thôi mình trộn mớ mồi coi. Đây mồi câu của mình đây vẫn là mồi câu FC thôi. Đó, 1 kg 40 ngàn, 2 kg 90, bao ship. Đó, còn 3 kg 4 kg thì cứ nhân lên cũng bao ship luôn. Đó, số điện thoại đó. Thôi đêm là trộn ăn mớ rồi, trộn với nước xong. Trộn tha thính và câu luôn. Đó. Một miếng nước trộn cho vừa đủ thôi. Khỏi cần pha thêm gì hết á, vậy là cứ trộn với nước rồi là thảy xuống à, tha thính, câu cũng vậy luôn. Nó trộn vậy nè, chỗ này nước nó không chảy nè, trộn cho nó bung bung ra, còn chỗ nào nước chảy mình trộn cho nó quấn cục lại như vậy, cho nước nó chảy đừng trôi. Còn này nước không chảy mình trộn cho nó gãi gãi ra một chút cho kích thích cá nó mau lại. Rồi vậy được rồi. Hay con này mình nhồi dẻo lại cái mình hút bị nước thuốc đi, đợi hồi cá lại cái mình xuống cày. Ghê dữ hả? Ghê giật giật dữ hả? Chịu. Rồi lớn nó để cho nó rỉa, nó giật 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 nó nốt lử rồi. Rồi để gỡ coi. Tiếp tục. Ôi ơi, nó giật giật dữ hả em? Chiêu. Lướt 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 ha, cuốn đầu ngón, cuốn đầu ngón. Hay hả, rồi lúc luôn ha. Đó, cực cỡ cỡ gì không á, ăn được rồi, không bé mà không bự, không vừa, 5 ngón 4 ngón. Mày đây nè. Lại là cách chiên. Nhấp nhấp. Vô ổ rồi, lứa 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 vậy đó.
rồi ghi. Nhấp nhấp nữa nè em ơi. Một bé rồi, thả đi. Để xuống nó lôi liền ha. Hay dữ vậy. Nhõng giật nè vô phi. Thank you.
Đây cá chiên nè, to nuốt lử rồi nè. Thôi đi gỡ coi. Giật. Hay lâu hết biết lớn mà lâu dù thả đi. Đây thành quả được nhiêu đây? Được một ổ cá chim nè, con cô phi chim to mở cá gì ăn à, cũng nguyên ha, ngon lành, nhiêu là gì ăn được rồi, cũng phê rồi, có ngày nào ăn ngày nấy. Đó, nhảy từ sói à.